Rồi em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang theo dõi video. Chào mừng mọi người đang quay trở lại với kênh kẹo trì BCB888. Các bác có nhu cầu về kẹo liên hệ trực tiếp với số điện thoại Zalo 0825671805. Số này hoạt động 24/24 phục vụ cho mọi người đặt hàng luôn nhé. Lưu ý giúp em là hàng không đồng kiểm, không xem hàng. Các bác cảm thấy tin tưởng thì gọi điện đặt mua, không tin tưởng thì có thể qua shop khác nhé. Còn bên em là ship COD, nhận hàng thanh toán ship toàn quốc cho mọi người luôn ạ. Thì hôm nay em giới thiệu trực tiếp vào các mẫu kẹo xuyên phá và sổ lung, mẫu kẹo phục vụ cho các bác lào bảo bắn thú lớn. Đầu tiên đó là mẫu xuyên phá bên shop em, xuyên phá 5.5, hàng trì dê lên không lo hại cành hại hương nhé. Giá thì 450 một ký bao ship, ship sale toàn quốc ra Bắc vào Nam cho mọi người luôn nhé. Toàn bộ đều là hàng đóng máy chuẩn 100%, bóng đều không via, không có một chút via nào cả. Các bác nhớ bật chế độ HD để xem rõ kẹo luôn nhé. Em sẽ quay rõ kẹo cho mọi người thấy. Kẹo rất chi là đẹp luôn ạ. Riêng hàng xuyên phá này thì có rất chi là nhiều mẫu mã, đầu nhọn, đầu tù. Nhưng đối với shop em thì mẫu kẹo này là bán chạy nhất, rất chi là chuẩn luôn ạ. Mọi ai mà chưa thử qua thì lên thử qua dòng kẹo này nhé. Dòng này thì đủ loại từ 4.5 đến 6.35. Đây là mẫu kẹo 4.5 xuyên phá bên nhà em này. Đó, 100 viên như một, rất chi là đều và đẹp luôn ạ. Không via nhé, hàng này thì không có một chút via nào ạ. Hàng đóng máy nên là xác suất viên méo mó hay là lỗi thì rất chi là ít luôn. Kẹo rất chi là đều ạ, viên nào viên đấy rất chi là đều. Sang hàng sờ lông bên em, bác nào mà muốn chơi thú lớn, bao xa, bao chuẩn thì lên sử dụng mẫu kẹo sờ lông bên em nhé. Sờ lông bên em toàn bộ là theo khuôn nhập, trì là trì dây đóng máy. Nó là hàng trì dây nên là không lo mòn cành nhé. Kẹo thì rất chi là đều và đẹp loại. 100 viên như một, chuẩn từng mm cho mọi người luôn. Chất trì thì rất chi là ổn định và ok. Hàng này thì chơi rất chi là tốt luôn nhé. Đủ loại từ 4.5 đến 6.35 phục vụ cho mọi người. Còn đây là sầu lông 5.5 bản 27 gari, hàng trì dây, hàng kẹo nhập. Chơi bao xa bao phê cho mọi người nhé. Chất trì thì quá là ok luôn rồi ạ. Đó. Đối với bác nào mà muốn chơi xa thì lên sử dụng mẫu này. Xuyên phá 6.35 này. Đối với hai mẫu kẹo xoá lung và xuyên phá thì các bác có thể mua về dùng thử và trải nghiệm thêm nhé. Còn bác nào mà không thích hai mẫu kẹo đó thì có thể qua dùng hàng đạn nấm bên nhà em. Đạn nấm bên nhà em thì đủ loại từ 4.5 đến 6.35, từ giá bình dân đến hàng kẹo hộp cao cấp, đủ loại mẫu mã cho mọi người lựa chọn. Cân kẹo em đang quay cho mọi người là hàng nấu đóng máy, giá thì ở 400.000 một ký bao ship toàn quốc luôn. Xa đến đâu cũng chỉ có 400.000 thôi ạ. Bao test cho mọi người khoảng tầm 6-70m là chuyện bình thường luôn nhá. Cành nào mà chuẩn thì lên tới 80-90m là ok luôn. Theo dõi video cho em xin một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.